Trời ơi, em coi anh trên mạng nhiều lắm, em thích rồi lắm á. Hèn chi nãy giờ anh thấy theo dõi anh nãy giờ, trời ơi, tưởng ăn cướp không à. Trời ơi, mà em hả, Adrian anh đâu đồng ý đâu. Không, tại anh chảnh. Trời ơi, thôi giờ vậy à, sẵn tiện anh nạt em luôn đi. Cái điện thoại, trời ơi, điện thoại. iPhone 13 rồi mắc một tí màu blue sari của anh đó. Trời ơi, em ngưỡng mộ anh lắm á. Đâu kìa, em là ạc nào? Đây nè, em đây nè. Em đâu? Nè, anh nuôi em chỉ cho. À biết sao anh không hẹn em không? Sao? Cái avatar giống ăn cướp quá. Giống thôi chứ phải. Ừ. Nè anh thấy chưa em nè. Vậy tối về em ăn giùm anh luôn nha. Ừ, bye ok anh. Bye em. Nãy giờ là chị thấy cái tình huống này đúng không? Vậy là em bị cướp phải không? Ừ. Anh ơi, nãy giờ anh có thấy một cái thằng ăn cướp nào mà mặc bộ đồ đen, nó cầm cái iPhone 13 rồi mắc một tí ra bãi chạy ngang qua đây không anh? Có, nó chạy trước mày rồi. Chết mẹ rồi. Trời ơi. À, nước suối, nước ngọt. Suối rồi. Trà giải đi. Rồi, suối. Ơi. Đây. Đưa đây nghe anh. Trời ơi thôi. Đưa đây. Ông xuất cái tôi sáng giờ mà chạy. Cho anh xin chút anh up mấy cái clip này lên trên mạng nè. Tối anh đau xuống anh dựng clip chứ để người ta chờ. À vậy là anh trả điện thoại lại cho em. Ừ. À, với cái bát nè. Rồi em đọc em nhớ em nhớ. Rồi. Chứ cái này công sức của em sáng giờ mà đi cũng mệt. Trời ơi man, anh hiểu quá vậy đại ca. Thì anh cũng trong nghề mà, với lợi em làm nghề dễ thương, anh thấy em dễ thương. Kiểu trò chuyện với khách rồi lại ok. Mà em phải giao đãi chứ. Ừ. Mình phải khác thằng kia thì mình mới có chớp được. Đúng 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 đúng. Anh kiểu cố gắng đào sụt về sớm đăng clip cho bạn bè được câu, tại yêu thương anh nha. Thì anh cũng khổ. Thôi vậy giờ em đi nha. Ừ. Đi từ từ thôi, em đừng có đi gấp quá. Anh thề anh không gượng em nha. Không em cứ đi, em cứ đi đi. Anh mập mà sao anh chạy nhanh quá. Ok ok. Không, 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 cái này là của em nhưng mà cho anh mượn cái điện thoại xíu đi. Gì cha? Anh đăng xuất mấy cái tài khoản của anh ra. À. Chứ để em bán cho người ta lấy mật khẩu anh chết, anh đồ làm ăn chị. À, đúng rồi, đúng rồi, nãy giờ anh làm gì, hay đó. Mà mấy cái mật khẩu của anh bao giờ anh nhớ đâu. Trời ơi, hôm bữa anh không nhớ hết. Xong anh lập một cái ghi chú để anh note hết mấy cái mật khẩu vô. Ừ. Xong cái đồ mật khẩu mình phải khóa lại. Ừ. Ừ, anh lập một cái mật khẩu để khóa ghi chú đó lại anh quên luôn. Vậy là anh ngu hay anh xui ta? Anh bị xui. Rồi xong rồi đó. Ừ, cảm ơn anh. Ừ. Ủa mà nãy mặc cái áo khác mà ta. Về ngủ. À là anh về ngủ không tăng luôn rồi anh đó. Anh ngủ tăng anh vượt theo em vẫn còn đi đây. Ừ, tại em kiểu nhà xa mà em đi làm đi bộ mà. Trời khổ vậy. Nhà em 20 cây rồi. Sao không mua xe đi. Thôi anh tiết kiệm đi bộ được. Đi bộ mà. Em thấy khách em tóc vô luôn. Ừ, không có tiền thì không có xe phải bài đó không? Đúng rồi. Được. Anh dễ thương quá, anh đúng dễ thương y chang trên clip luôn á. Em muốn làm clip không? Anh làm cho. Được không? Được. Anh thấy em có năng khiếu không? Thôi đi nha. Ừ, đi đi. Hey, có ủa? Nhìn ghê. Không, em nghĩ là anh cố tình á. Ừ, anh chặn đầu mà. Sao vậy? Cái gì nữa? Anh xin cái này xíu. Cho mượn xin lại xíu. Anh xin mấy cái ảnh dìm của bạn anh á. Mấy ảnh dìm dễ thương lắm bạn. Bạn anh ngủ ha họng à, chảy ke rồi cái kiểu dễ thương. Thì nghe anh kể chuyện bạn anh xíu được không? Em hơi mệt, giờ về em ngủ liền á. Anh úp vô trong cái chỗ mà nãy úp mấy cái clip lên luôn nha. Nhưng mà sao anh đi nhanh ghê á. Chặn đợi em luôn á. Ừ, anh đi xe mà. Xe anh để ở kia à, có lấy không? Không mà em chỉ cướp điện thoại thôi, em đâu có cướp xe không, hả? Không, em có cướp xe nữa nhưng mà bữa khác. Cướp xe là bữa khác. À. Em phải làm theo lịch là bình chứ. Thường là tháng cướp xe, tháng cướp điện thoại. Không, tuần này em cướp điện thoại. À. Tuần sau anh cướp xe. Đấy, tuần sau anh đi đâu em nhắn em đi. Thôi có duyên gặp đi. Ok cũng được. Ừ. Em thấy mình có duyên nãy bao lần rồi đó. Ừ. Nhiều khi em gặp á. Lâu quá vậy anh. Lẹ em về ngủ liền á. Rồi vậy xong á. Anh chắc chưa? Chắc. Thôi anh kiểm tra lại lần nữa đi ông ơi. Chắc rồi. Thật sự không? Gặp nữa chó nha. Ừ. Rồi ok. Bắt tay ra. Trời ơi, cái điện thoại gì mà chụp ba cái hình thấy ghê. Quay clip gì như khùng như điên vậy mà người ta cũng thích nổi. KBT này thiệt chứ. Trời, coi nè, coi hình ổng nè.
ngoài á, lên clip bà đặt dễ thương đồ, xinh xắn đồ, đáng yêu đồ. Gặp ngoài bà dơ chết. Gâu, gâu, gâu. Ủa chó gì, chó sủa gì kỳ vậy ta? Nếu là chó thì đi ăn cứt. Nếu là người mở cửa bước vào. Mở cửa, mở cửa. Sợ gì mà không mở cửa? Ăn cướp hay sao mà không mở cửa? Đau quá. À phải sủa mới ra hay sao á? Gâu. Gâu gâu. Gâu. Gâu nè. Gâu. Gâu nè. Gâu. Gâu. Gâu 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 gâu. 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 Ủa anh? Lấy điện thoại nữa hả? Không. Nói chuyện, anh em nói chuyện. Nói chuyện đây luôn đi. Thôi, nói chuyện anh em hay là công việc? Chứ tưởng em thích ngồi đường. Không, anh em nói chuyện anh em vô nhà. Trời, tưởng ba cái quân cướp giật là thích ngồi đường chứ. Không, không. Ừ, ok. Mở nhà rộng ghê ha. Ừ, có cái ta hả? Trời ơi, cái nhà gì mà rộng cả triệu cm vuông, trời ơi, ở sao hết. Hết, trời ơi. Trời ơi, đỡ cái bụng, đỡ cái bụng. Nhà xinh ghê. Trời ơi, anh tới mà anh không nói chứ, nhà em bề bộn quá trời. Mèo nữa đi. Tới đây nữa chi trời. Thấy lại cái điện thoại hả? Chứ cái gì? Cái gì phải nói chứ, làm sao mà chỉ em mà hiểu? Cái phù. Cái phù gì, điện thoại bị phù hả? Không không không, cái phù đó. Anh quên, bữa anh quên. Cái Mỹ Linh phù của anh. Phù may. À. Là hôm bữa là bạn anh dắt anh đi xem cái bùa này nè. À. Đó là anh đi tới đó là thì cái bà thầy đó tên là Mỹ Linh. Ừ. Xong á bà mới nói là trong người của con là có cái giấy nào mà đi theo con bữa giờ đó. Ừ. Là con đưa cho thầy. Ừ. Thì trong người anh có cái giấy giữ xe không? Là anh móc ra, bà xem vô bữa giờ. Cái bùa mà kiểu là tài lộc giữ củ giữ đồ đó. Ừ, giữ củ ha. Mà gặp em là không biết có Linh chưa. Không, mà nghe em thấy Linh rồi đó. Tại vì sao anh gặp em là anh mới xin được đủ thứ lợi nè. Chứ anh gặp thằng khác nó sức mấy mà nó cho anh. Là giữ được. Đúng. Ừ, hèn chi. Anh vừa mất vô tay em là anh mới mất thêm cái nữa. Vậy hả? Mới tức tì. Ừ, quên rồi, quên nữa. Quên. Sao biết nhà em? Thì cái thằng đó nó chỉ. À. Nó lấy xong anh rượt nó, anh hỏi nó có biết em không? Nói biết. Vậy thì không biết. Em nổi khu này rồi phải không? Không phải khu này nữa, toàn quốc. Chắc không phải mua đâu hả? Đương nhiên rồi anh. Mấy xe này nè. Ví dụ tuần trước của em á, trong một tuần không có nhà mà hết vô đây. Cái này ở đâu? Này hả? Này bên Bình Thạnh. À, chỗ cầu Băng Ki. Ừ. Cái này. Cái này cũng gần luôn, em làm một tuần một quận. Đang chờ thanh lý á. Cái đó em mua cho con em anh ơi. Trời, tưởng thằng xe con nít mà sao anh nghĩ. Trời, tưởng thằng nhỏ tay. Em cũng đè đầu em lấy chứ. Làm gì thất đức chết. Ừ. Nhưng mà con em lớn đi học cái gì? Đi học rồi, học cấp 1. Có thể lấy đồ bạn được không? Cũng có anh, kiểu giống ba hay gì đó. Vậy em phải chửi nó. Mày em con chửi nhỏ ăn cắp giặt lớn lên giống thằng cha mày, phải chửi vậy đó. Chửi thằng ngày. Cứng quá, em ăn cắp rành em gỡ gì nữa này. Mày nói nghe nè. Cái hình rồi đó. Xấu quá hả? Anh tướng đẹp hả? Thôi vậy em tạo dáng đi, anh chụp cho em giải tán nè. Được chưa? Rồi tạo dáng đi. Thấy phong độ không? Nhìn nét đoạn cướp giật làm sao á, em làm nét hiền hiền lại đi. Đúng rồi, dịu dịu xuống. Đúng rồi. Vẫn cướp nhưng mà kiểu nhẹ nhàng hơn. Ừ. Ok đó. Rồi anh về nha, em giữ sức khỏe nha. Rồi về khỏe nha, bữa nào anh em đi nhậu nha. Okay. Cái điện thoại này á, quay vài giây thôi là bỏ vô tủ lạnh nha, nó bị nóng á. Ủa vậy hả? Rồi anh về trước nha. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn nhiều nha. Mở cửa, mở cửa. Sợ gì mà không mở cửa? Ăn cướp hay sao mà không mở cửa? Đau quá. À phải sủa mới ra hay sao á? Đâu?